Chúng tôi xin được chào đón quý vị đang đến với Case Studio thuộc sự quản lý của Cotra Hà Nội, cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc. Đây là trung tâm thương mại kỹ thuật số của Hàn Quốc, nơi chúng tôi muốn giới thiệu những sản phẩm và cả dịch vụ từ những doanh nghiệp vô cùng uy tín tại Hàn Quốc đến với những đối tác tiềm năng tại thị trường của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những sản phẩm chất lượng đến từ những công ty uy tín của tỉnh Ulsan, Hàn Quốc. Ôi trời, Quan, xin lỗi đến muộn, chào anh. Hello em. Anh ơi. Nay em sao nhở? Sao? Em như vậy là anh không chấp nhận được. Sao anh? Anh không bao giờ chấp nhận được cái kiểu như vậy. Em ơi, mình là con gái, mình là phái đẹp. Tại sao em lại quên son? Đấy, thấy chưa? Quý vị thấy một cái điều rằng là từ khi có các khẩu trang là chỉ make up bên ngoài khẩu trang thôi, bên trong không make up. Đây, có luôn cho em. Ôi dồi ôi, có sẵn luôn à? Ừ. Đầu nào này anh, có nhiều nhiều thể loại thế này. Thì em ngồi em nghiên cứu đi. Em thích cái màu nào thì em ngồi em thoa cái màu đó lên. Rồi, sao tôi lựa cái màu son đẹp nhỉ? Đó quý vị thấy không? Mặc dù là thời Covid-19 ra đường phải đeo khẩu trang, nhưng luôn nhớ là khi cởi khẩu trang là mình cũng phải đẹp. Bởi vì phụ nữ là để yêu thương, là để cho mọi người ngắm nhìn, đúng không? Đâu? Được không anh? Trời ơi, em thấy mắt thẩm mỹ của anh ổn không? Được, ổn anh ạ. Anh giới thiệu với em luôn, cái mà em đang cầm trên tay là một trong những sản phẩm của Beauty Inside. Thưa quý vị, đây là một công ty luôn muốn mang đến thật là nhiều những sản phẩm và những giải pháp để chăm sóc cho sắc đẹp của những người phụ nữ. Bên cạnh đó thì những sản phẩm của Beauty Inside thì có một cái điểm đặc biệt đó Hà, là rất là dễ dàng sử dụng cho nhiều người có nhiều màu da khác nhau. Và bên cạnh đó nữa thì công ty cũng luôn luôn tiên phong trong việc là đảm bảo chất lượng của những sản phẩm mà họ mang đến, và họ cũng đã đạt được những cái chứng nhận liên quan đến tiêu chí về quản lý chất lượng của ISO 9001. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, những ai quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về công ty Beauty Inside, quý vị hãy truy cập vào những thông tin đang hiển thị trên màn hình. Đây thưa quý vị, cây son này chính là cây son mà Minh Tuấn đưa cho Thanh Hà sử dụng. Quý vị thấy là đây là một sản phẩm rất là đặc biệt, có tên gọi là Thin Talk 2-in-1. Một đầu chính là son thỏi, bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái màu khác, và đây là son tin. Đối với lại tất cả những chị em phụ nữ mà đam mê làm đẹp thì đây là một cái loại son mà vô cùng cần thiết dành cho mọi người, với cái khả năng bám dính ở trên môi rất là cao, giúp cho chúng ta luôn duy trì được sự tươi tắn của mình cả ngày, đặc biệt là sau khi ăn xong. Hơi đậm nhở? Hồi lên khá là tươi anh ạ. Đâu, quay sang anh xem. Đẹp không anh? Đó, tươi tắn. Bây giờ là rất là rực rỡ luôn. Cho anh hỏi là cái cảm giác của em khi mà dùng cái phần son tin ở bên dưới này như thế nào? Phần son tin bên dưới á, thì lúc đấy như là anh nhìn đấy, em chén một tí xong rồi phớt sang bên này thôi, và màu nó đã lên như thế này rồi. Và chúng ta cũng mang đến rất là nhiều những màu sắc bắt kịp xu hướng, và như chúng tôi chia sẻ, Beauty Inside luôn mang đến những cái sản phẩm mà phù hợp cho nhiều màu da khác nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với là sản phẩm thứ hai, eyeliner. Chúng tôi sẽ được giới thiệu với lại quý vị về Thin Talk Tattoo Slim Gel Eyeliner. Đây là một cái sản phẩm mà có thể giúp cho quý vị chúng ta là kẻ eyeliner, và đặc biệt là nó sẽ có các khả năng hỗ trợ chúng ta kẻ chính xác nè. Và phần eyeliner của chúng ta có thể bám và chống nước cũng như là chống lem. Mình vẽ ra cái lớp đầu tiên nó khá là dễ vẽ anh ạ. Đúng rồi, rồi bây giờ thử coi nó có chống chùi không. Để em xem nhá. Không mới lên vừa, có nghĩa là hiện tại Hà chỉ mới vừa gọi là quẹt một lần trên tay thôi. Rồi. Nhưng mà nãy giờ mình không có chờ quá lâu luôn, mình sờ vào thì nó vẫn giữ nguyên được luôn. Giữ nguyên là không lên. Xuất sắc. Thêm một cái sản phẩm cuối cùng, anh sẽ được giới thiệu với Hà cũng như là tất cả quý vị, là một cái sản phẩm, cái tên của nó đã thể hiện luôn được cái công năng của nó rồi. Tên của sản phẩm là Photoshop Effect Blur Powder Pack. Và đây là một cái sản phẩm sẽ giúp cho chúng ta là một cái phấn phủ, nó có thể tạo ra một cái lớp make up và nó che phủ những cái lỗ chân lông, mà nó tạo cho em cái cảm giác giống như là em photoshop cái gương mặt của mình, như là những người mẫu mà chụp về beauty, chụp về nhan sắc ở trên những cái tờ báo á. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua ba sản phẩm, thì cho anh hỏi là nếu mà ấn tượng thì em sẽ ấn tượng nhất với sản phẩm nào? Ấn tượng thì có lẽ em ấn tượng nhất với sản phẩm son. Cái dù gì thì phụ nữ không phải son, đúng rồi. Đó rồi, và anh hy vọng là
với eyeliner nè, cũng như là sản phẩm phấn phủ của chúng ta, thì sau khi Thanh Hà trải nghiệm thì em sẽ có thể tìm được cách để làm sao mà em lúc nào cũng xuất hiện rạng rỡ nhất, tươi tắn nhất, mặc dù em đeo khẩu trang để chống Covid. Tất cả những quý vị là những cá nhân hay những doanh nghiệp muốn kết nối cùng với Beauty Insight, quý vị có thể kết nối thông qua Cotra Hà Nội, cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội. Và đó chính là Beauty Insight, công ty mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với lại quý vị trong chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Minh Tuấn và Thanh Hà xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.